Chọn đời. Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Xin được kính chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Đàn ông có biết vợ cay nghiệt là do những người chồng như các anh hay không? Mọi trách nhiệm và bổn phận người chồng đều trút lên vai vợ. Cười làm sao nổi khi sống với chồng mà ngày qua ngày phải chịu đựng sự vô tâm, ích kỷ. Đêm nằm bên chồng mà rơi nước mắt, bảo sao họ có thể thốt ra những lời dịu dàng, mật ngọt. 10 người đàn ông khi bước vào hôn nhân thì 9 kẻ tự hỏi, sao người vợ của mình khác xưa nhiều quá vậy? Ngày trước cô ấy dịu dàng, thủy mị, có giận hờn gì thì cũng rơi vài ba giọt nước mắt nũng nịu. Còn bây giờ chỉ thấy một người đàn bà chanh chua, lắm lời hay càu nhàu, than vãn. Tại sao phụ nữ có thể thay đổi chóng mặt đến như thế? Đàn ông có biết vợ chanh chua hay cáu gắt bực bội là do các anh mà ra hay không? Vợ các anh sẽ mãi là những người đàn bà dịu dàng, xinh đẹp nhất quả đất nếu như không phải làm vợ của những người chồng như các anh. Đàn bà ấy mà, ai mà không muốn mình lúc nào cũng xinh đẹp rạng ngời, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười tươi. Chồng bảo một câu thì mình vâng dạ đáp lại. Nhưng oái oăm thay, sao cô ấy có thể dịu dàng nổi khi chồng mình là một người vô tâm, ích kỷ, lười biếng, thậm chí sống rất tàn nhẫn với vợ. Các anh có biết không, trước khi bước vào ngưỡng cửa nhà chồng, cô gái nào cũng từng rất mơ mộng về cuộc sống của mình. Rồi cuộc đời của người đàn bà khi có chồng sẽ không còn trông tranh, không cảm thấy cô đơn, bởi vì vui buồn bây giờ đã có người chia sẻ. Ngày ngày vợ chồng vui vẻ bên những mâm cơm, bao nhiêu khó khăn, khổ ải cũng chỉ là vặt vãnh nếu người chồng yêu thương mình bằng cả trái tim. Nhưng các anh đã làm gì với cuộc hôn nhân của mình? Làm chồng là việc rất khó, nhưng nhiều người rất sung sướng khi được làm chồng. Bởi việc nhà cửa, bếp núc, con cái, cha mẹ hai bên đều phó thác cho vợ. Khi vợ hết buổi làm, chạy toát mồ hôi cho kịp giờ đón con, rồi tạt qua chợ, về nhà vội vã nấu buổi cơm chiều. Vợ mướt mồ hôi, vừa nấu ăn vừa trông con. Trong khi các anh đùng đỉnh dắt xe ra khỏi công ty, ý ới gọi đồng nghiệp nhậu nhẹt tới nửa đêm mới chịu về nhà. Rồi các anh mong đợi gì khi bước chân về? Vợ sẽ mỉm cười thật tươi đón chào các anh ư? Hình ảnh của người đàn bà ở thời điểm hiện tại là sự phản ánh chính xác nhất những gì mà họ nhận được từ người chồng bên cạnh. Vợ thảnh thơi, xinh đẹp, có thời gian chăm chút bản thân là do người chồng thấu hiểu và thương yêu. Là người chồng ấy kiếm tiền giỏi, biết san sẻ với vợ những việc nhỏ nhất. Người vợ xấu xí, luộm thuộm, mệt mỏi là do người chồng bên cạnh bất tài, vô tâm. Làm sao người đàn bà ấy có thể thảnh thơi, có thời gian để chăm sóc bản thân khi cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng trên vai, khi mọi trách nhiệm và bổn phận người chồng đều trút lên vai vợ. Cười làm sao nổi khi sống với chồng mà ngày qua ngày phải chịu đựng sự vô tâm, ích kỷ. Đêm nằm bên chồng mà rơi nước mắt, bảo làm sao họ có thể thốt ra những lời dịu dàng, mật ngọt đây. Đàn bà khi mệt mỏi, khi chán trường thường chỉ biết than vãn, cáu gắt. Điều họ mong mỏi chính là một người chồng có thể nhận ra cái sai của mình mà thay đổi. Nhưng đa phần đàn ông khi thấy vợ mình như thế lại quay ra so sánh và trách móc. Đàn ông không hề biết rằng chính mình đã biến vợ mình thành những người đàn bà chanh chua và có phần cay nghiệt như thế. Thưa các bạn, đàn ông ngoại tình cắm sừng vợ để cặp kè với bồ nhí. Trong thâm tâm của họ luôn trộm nghĩ đến ba điều này, nhất là khi đang ái ân. Thứ nhất, sợ nhân tình phá hoại gia đình mình. Đàn ông ra ngoài ăn phở, ai cũng nghĩ rằng đấy chỉ là mối quan hệ tạm bợ, là vui chơi qua đường. Khi đã no sôi chán chè, khi đã ngán nhân tình, họ sẽ chấm dứt mối quan hệ để tìm kiếm con mồi mới. Hoặc đàn ông trăng hoa sẽ cứ tiếp tục dây dưa hoan lạc với kẻ thứ ba cho đến khi bị vợ phát hiện mới từ bỏ người tình. Vậy nhưng, tiểu tam cũng là con người, trong tình yêu vẫn có ham muốn sở hữu. Chính vì điều ấy nên đàn ông ngoại tình có thể hả hê sung sướng khi ăn nằm với nhân tình,
nhưng họ vẫn thấp thỏm lo sợ người tình đòi danh phận, hù dọa tìm đến chính thất để phá hoại gia đình nếu không đạt được điều mà ả muốn. 2. Ngầm so sánh nhân tình với vợ của mình. Nếu vợ là điều đã cũ, đã tỏ tường từng chân tơ kẽ tóc, thì nhân tình lại hoàn toàn tươi mới, hấp dẫn trong mắt đàn ông. Dù đang cuồng nhiệt với những phút giây ngoài vợ ngoài chồng, nhưng đàn ông vẫn không quên ngầm so sánh vợ của mình với người tình. Kỹ năng, cách nuông chiều âu yếm hay cả cách hôn cũng được họ mang ra mổ xẻ để tìm thấy sự hấp dẫn. Nếu nhân tình có thể giúp người chồng đổi gió ngoạn mục, khiến anh ta sống lại những giây phút đê mê, cuồng dại, thì chắc chắn sau đấy họ sẽ có những cuộc hẹn càng nóng bỏng hơn thế. 3. Sợ vợ đòi ly hôn. Những người đàn ông có vợ thừa biết việc cặp kè bên ngoài là sai, phản bội vợ là điều không thể chấp nhận trong hôn nhân. Nhưng họ vẫn chẳng sợ hãi, cố ý tìm đến bổ nhí, cố ý lên giường với người đàn bà khác, cố ý làm những điều có lỗi với gia đình. Nhưng một khi bị vợ phát hiện, khi không thể chối cãi, họ lại quay sang lạy lục xin vợ tha lỗi. Nếu vợ quyết tâm ly hôn, nằng nặc không chấp nhận lời xin lỗi của mình, đàn ông tệ bạc lại trở mặt trách móc bạn đời, không cho mình cơ hội để hối lỗi. Những gã chồng ngoại tình đâu có biết rằng nỗi đau mà họ gây ra, dù có dùng nửa cuộc đời còn lại bù đắp, thì cũng không thể khiến cho người bạn đời nguôi ngoai. Sống mà cứ ám ảnh việc chồng đã cởi quần ăn nằm với tiểu tam, chẳng khác nào bắt người phụ nữ phải tự đâm vào tim mình. 4. Cảm thấy có lỗi. Bất cứ một người đàn ông ngoại tình nào cũng tự ý thức được rằng đã có vợ mà còn lang trạ với đàn bà khác là sai, là đang phản bội bạn đời, đang tự tát vào mặt mình. Thế nhưng khi đang cuồng nhiệt với nhân tình, họ chỉ nghĩ đến khoái cảm của bản thân mà thôi. Sau những ái ân quấn quýt không rời, họ mới chợt nhớ đến vợ con, mới cảm thấy tội lỗi. 5. Sợ miệng đời cười chê. Khi ngồi nhậu với bạn bè, đàn ông vẫn đem chiến tích tình trường của mình ra để hơn thua, để thể hiện bản lĩnh. Việc đang cặp kè với bao nhiêu cô, đang nuôi bao nhiêu cô bổ nhí hay đã lên giường với bao nhiêu người phụ nữ sau lưng vợ đều được cánh mày râu kể lể với nhau và cười đắc chí. Ấy vậy mà, khi chuyện ngoại tình bại lộ, họ lại quay sang sợ miệng đời soi mói. Một khi bị vợ tung hê tất cả, họ lại sợ đồng nghiệp khinh rẻ, hai bên họ hàng từ mặt và con cái không còn tôn trọng cha của chúng. Đàn ông càng sợ hơn khi ly hôn, vợ được quyền nuôi con. Họ lo lắng mẹ của những đứa trẻ sẽ nhét vào đầu chúng những lời không hay về bố, sợ rằng khi con lớn lên chẳng thèm nhìn mặt người cha bội bạc. 6. Thầm tự hào. Nếu phụ nữ cảm thấy tự hào, hãnh diện nhất là khi có công việc tốt, thu nhập cao và sống thoải mái mà chẳng cần bám víu vào ai, thì đàn ông lại khác. Với phái mạnh, việc kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng việc có được bao nhiêu người tình, lên giường với bao nhiêu người đàn bà. Dẫu đã có gia đình, đã sống an yên bên vợ hiền con ngoan, nhưng trong thâm tâm mọi người đàn ông đều ngầm chinh phục đàn bà khác. Khi kéo được thêm một cô nàng ân ái với mình, họ sẽ tự cộng thêm vào danh sách những người đàn bà đi qua đời mình để tự hào, vênh mặt với chiến hữu mỗi khi trà dư tử hậu. 7. Muốn được đối phương nuông chiều, thỏa mãn. Chuyện ấy không phải là lý do duy nhất khiến cho đàn ông ngoại tình. Thế nhưng, một khi đã ngoại tình, đàn ông nào cũng lên giường với nhân tình. Khi được sống với những ham muốn, những đam mê xác thịt sâu kín, được gần gũi với một người phụ nữ mới lạ, phái mạnh rất thích thú khi mình được nuông chiều, được thỏa mãn nhu cầu. Khi ấy, phần con trong con người họ sẽ lớn hơn phần người. Dẫu có tình cảm với người tình đi chăng nữa, thì khi ấy, đàn ông chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để mình được thỏa mãn, chứ không hề quan tâm đến cảm xúc của đối tác. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.